Thế thì với một cái chủ đề thứ hai cũng rất là hay, rất là thú vị và cũng rất là rộng, thì tôi sẽ cố gắng là trình bày một phần những cái cập nhật về cái việc mà điều trị nội khoa, những cái thành tựu mới nhất trong sử dụng trong cái điều trị ung thư vú. Tuy nhiên thì về cái điều trị ung thư vú tái phát di căn thì cũng có rất nhiều các cái tiến bộ, tuy nhiên thì vẫn có rất nhiều các gánh nặng với cái tiên lượng kém của bệnh nhân. Chúng ta vấn đề về tỷ lệ đáp ứng thấp trong giai đoạn di căn, vấn đề về hạn chế trong các lựa chọn điều trị, vấn đề về kinh tế xã hội, các vấn đề liên quan đến các cái cơ chế kháng thuốc. Thế thì mục đích điều trị trong ung thư vú di căn thì chúng ta phải cân bằng giữa lợi ích và đặc tính, và đấy cũng là mục tiêu chính trong cái điều trị ung thư vú tiến xa. Với cái những cái lợi ích lâm sàng, chúng ta cần kéo dài cái thời gian sống còn, cần giảm nhẹ triệu chứng, cần duy trì cải thiện chất lượng sống, và về mặt mô hình thì hiện nay là chúng ta đang chuyển điều trị ung thư vú thành điều trị bệnh mãn tính. Cái việc lợi ích và độc tính sẽ được cân nhắc, và cái điều trị đa mô thức của cả cái tiểu ban ung thư vú bao gồm có phẫu thuật, xạ trị và nội khoa thì là rất quan trọng, và cái mục tiêu sống còn luôn là mục tiêu được đặt ra. Thế thì về phân nhóm sinh học ung thư vú thì về mặt kinh điển thì hiện nay thì chúng ta cũng vẫn dựa vào các cái xét nghiệm hóa môn miễn dịch, các cái xét nghiệm sinh học phân tử để chúng ta định típ và phân các cái típ sinh học, các cái típ sinh học để mà điều trị. Ở đây thì vẫn dựa trên các cái phân típ về lòng ống A, ống B, phân típ HER2 dương và phân típ và bộ ba âm tính. Ngoài ra có các cái kết quả về sinh học phân tử như đột biến gen BRCA cũng giúp cho cái việc mà phân típ và tiên lượng bệnh cũng như là phục vụ quá trình điều trị. Hiện nay thì gồm có cả những cái đích về miễn dịch cũng sẽ được sử dụng trong quá trình điều trị. Thế thì sống còn toàn bộ thì khác biệt đáng kể giữa các cái phân nhóm. Ở đây thì là một cái phân tích về các cái đường cong sống còn của các cái phân nhóm bệnh nhân. Thì ở đây chúng ta thấy nổi bật rằng các cái phân nhóm bệnh nhân từ 2008 cho đến 2013 thì rất là khác nhau ở giữa các cái thể mô bệnh học. Và chúng ta cũng thấy rằng là gì, với những cái nhóm mà được cho rằng là có yếu tố tiên lượng tốt như thụ thể tiết dương tính, HER2 âm tính, thì có cái thời gian sống còn toàn bộ vào khoảng 42 tháng đối với bệnh nhân ung thư vú di căn ở cái nhóm này. Tuy nhiên thì trong cái thời gian này thì có một cái bất ngờ đối với chúng ta là cái phân nhóm mà HER2 dương tính trong ung thư vú di căn được coi là phân nhóm xấu thì lại có cái cải thiện về cái mặt sống còn khá là rõ ràng giữa những cái năm loanh quanh trước 2008 và những cái năm sau 2013. Ở đây thì có thể cho chúng ta thấy rằng cái việc mà các cái thành tựu về thuốc mới như ở đây là thuốc kháng hơ đã đem đến một cái bộ mặt rất là khác cho quá trình điều trị ung thư vú. Ở đây thì chúng ta thấy rằng cái sống còn toàn bộ của bệnh nhân trong cái nhóm này, ở trong bệnh nhân ung thư vú di căn ở phân nhóm này thì lên đến 44,9 tháng. Còn cao hơn cả cái nhóm mà có tiên lượng tốt là thụ thể dương và HER2 âm. Nhưng đồng thời chúng ta cũng thấy rằng là ở trên một số các phân nhóm khác, ví dụ phân nhóm bộ ba âm tính, vào thời điểm đó kết quả cho thấy là cái sống còn toàn bộ chỉ quanh khoảng 14,5 tháng, rất là thấp. Và các cái sống đường cong sống còn trong những thời gian đó thì không được cải thiện nhiều giữa các năm. Thế thì với sự tiến bộ của sinh học phân tử thì nhiều tác nhân điều trị đang được nghiên cứu và phát triển. Tuy nhiên thì các tác nhân này hiện nay chúng ta đang ứng dụng nhắm vào một số các cái đích, ví dụ như là các đích và các phân nhóm. Ví dụ như phân nhóm mà thụ thể tiết dương tính, HER2 âm tính thì các cái thành tựu nổi bật là các cái thuốc ức chế CK46 kết hợp với các cái liệu pháp nội tiết truyền thống. Cái phân nhóm mà HER2 dương tính thì là cái sự kết hợp giữa các thuốc kháng hơ truyền thống, các kháng thể đơn dòng cũng như là kết hợp với các cái thuốc phân tử nhỏ cũng như kết hợp với hóa trị. Một cái phân nhóm nữa là phân nhóm bộ ba âm tính
thì ở trên phân nhóm bộ ba âm tính thì đã có rất nhiều các cái tiến bộ hiện nay, các cái tiến bộ về điểm ức chế điểm của soát miễn dịch, các cái tiến bộ về đột biến gen BRCA, các tiến bộ về liên quan đến các cái thuốc phức hợp và tác động lên các cái đích đến như chốt tu vân vân cũng đã được áp dụng vào các cái phân nhóm này. Và sau đây tôi sẽ trình bày cập nhật của từng cái phân nhóm điều trị. Với phân nhóm mà HER2 dương thì chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái thành tựu trong khoảng 30 năm trở lại đây, từ những thập niên 70 khi mà chúng ta phát hiện ra các cái đích nhắm, đầu tiên là EGFA rồi các cái đích HER2, thì đến năm 96 thì lần đầu tiên thì trastuzumab, cái thuốc mà điều trị kháng HER2 truyền thống mà chúng ta hiện nay đang sử dụng rất rộng rãi, đã được approve cho những cái chỉ định về bệnh nhân di căn. Rồi đến sau đó 10 năm thì được chỉ định cho những nhóm bệnh nhân bổ trợ, và từ đó rất nhiều các cái thành tựu khác đã được approve dần dần, nào các cái chỉ định liên quan đến các cái thuốc phân tử nhỏ, các cái chỉ định liên quan đến các cái thuốc hóa trị kết hợp với lại các thuốc ức chế kép, hóa trị kết hợp với lại trastuzumab và các cái thuốc TKI thế hệ sau, mang đến các cái kết quả ngày càng tốt hơn. Và các cái đích nhắm ở đây thì chúng ta biết rằng là khi bất cứ một cái thông tin nào cần đều phải đi qua màng tế bào, cái quá trình truyền tin này sẽ có các cái con đường là truyền tin, thì các cái thuốc nhắm trúng đích của chúng ta hiện nay thì sẽ nhắm vào các cái con đường này. Ở đây chúng ta thấy rằng là các cái kháng thể đơn dòng đã tác động lên các đích ở trên bên ngoài màng tế bào, như các đích HER2, HER3 và các cái đích phân tử nhỏ thì lại tác động vào các cái thụ thải bên trong màng tế bào, và các cái thuốc khác thì cũng ức chế lên các cái con đường dẫn truyền tín hiệu, ví dụ như là các thuốc ức chế mTOR, Erythromelt hay. Và hiện nay là có những cái thuốc mà gọi là thuốc phức hợp, có nghĩa là thuốc kết hợp giữa các cái kháng thể đơn dòng và các cái thuốc hóa trị khác. Và các cái thuốc này thì có những cái hoạt tính đặc biệt hơn, ngoài cái việc mà ức chế vào các cái đích HER2 thì nó còn góp phần là đưa các cái thuốc phức hợp này vào bên trong màng tế bào và mang lại các cái kết quả tối ưu hơn. Thế thì phải nói rằng là kháng thể đơn dòng kháng HER2 thì vẫn là cái điều trị tiêu chuẩn trong cái nhóm ung thư vú di căn có cái HER2 dương tính. Thì cái điều trị tiêu chuẩn bước 1 thì sẽ nên là trastuzumab kết hợp với pertuzumab và taxan bất kể tình trạng thụ thể nội tiết, thì đây là một cái khuyến cáo mạnh và được nhiều chuyên gia đồng thuận. Với cái điều trị bước 2 thì các cái thuốc phức hợp như là TDM1, trastuzumab, deruxtecan, TDXD, tucatinib kết hợp capecitabine và trastuzumab thì được khuyến cáo trong một số trường hợp mà thụ thể tiết dương tính và HER2 dương tính, bệnh nhân không thích hợp với hóa trị thì có thể kết hợp điều trị nội tiết với các thuốc kháng HER, hoặc là kết hợp trastuzumab với pertuzumab, hoặc là trastuzumab với lapatinib, hoặc là lapatinib có thể được khuyến cáo. Và bên cạnh tiến bộ các tác nhân nhắm đích HER2 thì hóa trị vẫn không thể thay thế trong các phác đồ điều trị cái nhóm mà ung thư vú di căn có HER2 dương tính. Dưới đây là một vài các nghiên cứu được cập nhật trong cái thời gian gần đây. Nghiên cứu đầu tiên là nghiên cứu Destiny Breast 03. Cái này nó so sánh cái tác dụng của TDXD và TDM1. Thì kỳ thực là hai thuốc này thì đều là các cái thuốc mà phức hợp kết hợp giữa hóa chất và trastuzumab. Ví dụ như TDM1 thì là trastuzumab và entansim. TDXD thì cũng tương tự với hóa chất khác. Đấy thì hai cái nhánh này thì đều được theo dõi với trung vị thời gian là 28,4 tháng ở nhóm TDXD và 26,5 tháng ở nhóm TDM1. Kết quả chính cần theo dõi là PFS và các kết quả khác có OS và các cái đáp ứng toàn bộ. Thế thì với cái PFS thì thấy rằng là
cái kết quả ở TDXD cho kết quả rất là ngoạn mục với 28,8 tháng so với 6,8 tháng ở cái nhóm mà điều trị bằng TDM1 với P nhỏ hơn 0,0001, rất đồng nghĩa thống kê. Và với thời gian sống thêm toàn bộ thì cũng cho ưu thế ở cái nhóm mà sử dụng trastuzumab deruxtecan. Trên tất cả các cái dưới nhóm sát tiếp thì đều cho thấy các cái lợi ích nghiêng về cái nhóm mà sử dụng cái TDXD. Cái nghiên cứu thứ hai là nghiên cứu Destiny Breath 02. Cái nghiên cứu này thì cũng đã cho các cái kết quả khả quan của cái việc mà sử dụng TDXD so với các cái liệu pháp kết hợp với lại trastuzumab kháng hơ truyền thống, ví dụ như trastuzumab kết hợp với lại capecitabine hay là capecitabine kết hợp với lại lapatinib. Thế thì kết quả thì cho thấy ưu thế ở cái nhóm sử dụng TDXD. Và ở trên những cái phân nhóm HER2 dương tính và có di căn não thì có một nghiên cứu kết hợp giữa neratinib với lại trastuzumab entamsim TDM1 thì cái nghiên cứu này cũng đã công bố kết quả vài lần. Tuy nhiên thì các kết quả đấy thì chủ yếu là công bố kết quả ở cái nhánh 3A3B, tức là cái nhánh mà phối hợp neratinib với capecitabine trên cái bệnh nhân mà có cái di căn não, thì thấy rằng là có những bước đầu có những kết quả tốt. Tuy nhiên thì đến khi có báo cáo kết quả của nhóm phân nhóm 4A, 4B, 4C, tức là neratinib kết hợp với TDM1 thì cho thấy kết quả rõ ràng hơn. Thì tóm tắt một số các cập nhật trong điều trị ung thư vú tiến xa của HER2 dương thì gồm có nghiên cứu Destiny Breast 02, Breast 03 cho thấy cái hiệu quả rất rõ rệt ở cái của TDXD, cải thiện cả về PFS và OS. Cái nghiên cứu TBCRC022 neratinib kết hợp với TDM1 cũng cho thấy những cái hiệu quả tốt trên cái nhóm bệnh nhân có di căn não. Tuy nhiên thì các cái độc tính tiêu chảy độ 2-3 thì xảy ra ở một nửa số bệnh nhân nghiên cứu mặc dù đã được điều trị dự phòng. Vì vậy thì các cái việc mà quản lý tác dụng phụ cũng phải đặt ra hết sức là quan trọng. Tiếp theo là đến cái phân nhóm mà có cái tiên lượng tốt hơn trong ung thư vú di căn, đó là nhóm phân nhóm thụ thể tiết dương tính và HER2 âm tính. Thế thì những cái tiến bộ trong cái điều trị cái phân nhóm này thì chúng ta thấy rằng là cách đây khoảng 4 cách đây rất là nhiều năm rồi, hơn 40 năm thì các cái điều trị tiêu chuẩn đó là các cái tamoxifen hay tamoxifen rồi đến các cái điều trị khác vào năm 94-96 là các AI steroid và non steroid, rồi đến 2002 là fulvestrant, rồi đến 2009 đó là cái việc kết hợp các cái liệu pháp nội tiết truyền thống với lại các cái thuốc ức chế mTOR, rồi đến 2014 thì bắt đầu các cái thuốc CDK46 kết hợp với lại các cái nội tiết truyền thống bắt đầu được công bố kết quả và ứng dụng. Và hiện nay là các cái thuốc ức chế PAP cũng đã được áp dụng trong cái nhóm có thụ thể tiết dương tính và HER2 âm tính có đột biến BRCA dòng mầm. Thế thì với cái nhóm thành quả chính hiện nay mà chúng ta đang ứng dụng và tại bệnh viện ca đang ứng dụng hết sức là tốt, đó là cái thuốc nhắm đích CDK46 kết hợp với nội tiết. Tính chung thì nó có thể kéo dài PFS trên 10 tháng. Chúng ta đang có 3 cái nhóm thuốc chính và các cái nhóm nghiên cứu chính để cập nhật hàng năm theo cái kết quả theo dõi sống thêm hàng năm. Với cái nhóm thuốc ribociclib thì có các cái nghiên cứu Monalisa 237 và nhóm thuốc panbociclib thì có các cái nghiên cứu Panloma 23 và cái nhóm cuối cùng mà hiện nay chúng ta cũng chưa được thực hành do điều kiện về thuốc men là cái abemaciclib thì có các cái nghiên cứu khác và chúng ta cũng cập nhật các cái nghiên cứu kết quả nghiên cứu đó hàng năm. Thế thì khuyến cáo của ESMO trong điều trị cái nhóm ung thư vú di căn có thụ thể tiết dương tính HER2 âm thì vẫn khuyến cáo rằng chúng ta sẽ cố gắng là điều trị nội tiết những cái line đầu tiên, trừ những cái trường hợp mà bệnh nhân không thể sử dụng nội tiết
do các cái bệnh đồng mắc hay là do các cái vấn đề liên quan đến cái gánh nặng bệnh tật, gánh nặng khối u lớn, các cái khủng hoảng tạng thì chúng ta có thể cân nhắc lựa chọn hóa trị. Thì tuy nhiên thì trong đa số các cái trường hợp thì nội tiết kết hợp với CK46 vẫn được khuyến cáo bước đầu. Thế thì các nghiên cứu ở đây cập nhật ở đây thì có nghiên cứu đầu tiên, nghiên cứu Rechoy, đây cũng là nghiên cứu cũng rất là hay. Trong các cái nhóm bệnh nhân trong nghiên cứu này thì cũng có những cái bệnh nhân đã điều trị ở bệnh viện ca, và các bác sĩ bệnh viện ca thì cũng nhiều bác sĩ là nghiên cứu viên trong cái nghiên cứu quốc tế này. Thì cái nghiên cứu này về mặt cơ bản thì nó nhắm đến cái nhóm đối tượng bệnh nhân tiền mãn kinh có cái thụ thể tiết dương tính và HER2 âm tính. Nó so sánh cái liệu pháp Ribociclib kết hợp với lại các cái thuốc AI nonsteroid như letrozole, anastrozole truyền thống và kết hợp với lại ức chế buồng trứng bằng goserelin, so sánh với lại cái nhánh bên kia là nhánh hóa trị theo cái quan điểm sử dụng bác sĩ. Ở đây có ba phác đồ là docetaxel, capsaicin, paclitaxel, gemcitabine và capsaicin kết hợp vinorelbine. Đây là các cái phác đồ truyền thống và cái kết cục chính đó là PFS. Thế thì chúng ta thấy rằng là các cái kết quả chính đã đạt được với cái PFS là 24 tháng ở cái nhóm mà Ribociclib kết hợp với nội tiết và kết hợp với ức chế buồng trứng, ở cái nhóm mà sử dụng hóa trị chỉ là 12,3 tháng. Và cái thời gian mà đến khi thất bại phác đồ thì cũng cho thấy ưu thế ở cái nhóm mà điều trị nội tiết là lên đến 18,6 tháng so với 8,5 tháng ở cái nhóm mà sử dụng hóa trị. Một cái nghiên cứu khác là cái nghiên cứu Emeran. Cái nghiên cứu này thì về cái mặt thiết kế nghiên cứu ấy, thì là người ta sẽ thử nghiệm cái hiệu quả của một cái nhân tố kháng estrogen, đó là cái elacestran. Thì cái này thì thông thường ấy, thì các nghiên cứu cho thấy là nó hiệu quả hơn là các cái nhóm nội tiết truyền thống, ví dụ chúng ta đang sử dụng như fulvestrant hay anastrozole, letrozole, esmectin. Tuy nhiên ở trong nghiên cứu này thì có những cập nhật về liên quan đến cái việc mà cái thời gian mà sử dụng cái thuốc ức chế CK46 ở lai trước. Thế thì cộng thêm với lại thêm các cái biến số về cái đột biến gen ESR1. Kết quả trong nghiên cứu này thì khá là nhiều kết quả, khá là dài. Tuy nhiên thì tôi xin tóm tắt lại là với những cái phân nhóm mà có cái thời gian mà sử dụng cái CDK46 ở lai trước càng dài thì cái hiệu quả của cái nhân tố này thì càng cao. Đồng thời với lại các cái phân nhóm mà có các cái đột biến, có các cái đột biến như tôi đã nêu, các cái đột biến ESR1 thì cũng cho thấy là sẽ có cái hiệu quả cao hơn ở trên các cái điều trị lai sau với cái nhân tố này. Thế thì tóm tắt lại thì với cái điều trị bước 1 thì ức chế CK46 kết hợp với nội tiết thì là liệu pháp điều trị chuẩn cho những cái bệnh nhân mà có thụ thể tiết dương tính hoặc HER2 âm tính. Và nội tiết đơn trị trong bước 1 thì nên dành cho một nhóm nhỏ bệnh nhân có các cái bệnh đồng mắc đi kèm hoặc là cái thể trạng không thuận lợi cho việc sử dụng phối hợp với lại ức chế CK46. Và hóa trị thì được lựa chọn cho bệnh nhân thì có khủng hoảng tạng, bệnh tiến triển nhanh đe dọa tính mạng hoặc là có bằng chứng kháng nội tiết. Các cái điều trị bước 2 thì việc lựa chọn điều trị hóa trị hay nội tiết thì nên dựa vào cái tình trạng tiến triển của bệnh, cơ quan di căn và các cái độc tính tác dụng phụ. Ở những cái bệnh nhân có suy chức năng tạng thì hóa trị là lựa chọn được cân nhắc. Tức là có khủng hoảng tạng thì lựa chọn hóa trị là được cân nhắc. Với cái điều trị bước sau thì bệnh nhân kháng nội tiết nên được điều trị với hóa trị. Và các hóa trị đơn tác nhân tuần tự thì được ưu tiên hơn là kết hợp. Và các tác nhân hóa trị hiện nay thì cũng không có cái trình tự tối ưu hóa trong các cái đơn trị tuần tự. Và tất cả các cái tuần tự thì phụ thuộc vào cái sự thảo luận của thầy thuốc với bệnh nhân, cũng như là cái việc mà điều kiện sẵn có thuốc men của từng cơ sở.
Về cái nhóm tiếp theo là cái phân cập nhật với cái phân nhóm ung thư vú bộ ba âm tính, thì cái nhóm này thì đã có khá là nhiều tiến bộ về tiếp cận trong sinh học phân tử trong phân nhóm này. Như tôi cũng nói ở phần trước, đó là các cái đích về miễn dịch, các cái đột biến gen và các cái thuốc phức hợp mới. Thế thì trong các cái khuyến cáo của ESMO thì cũng nêu rất là rõ, với cái nhóm mà ung thư vú di căn bộ ba âm tính thì cần phải làm các cái dấu ấn sinh học, các cái đột biến gen, ví dụ như là PD-L1, CPS hay là đột biến BRCA germline, hay là các cái xét nghiệm khác. Thế thì nếu như mà bệnh nhân có cái PD-L1 dương tính thì các cái thuốc điều trị miễn dịch kết hợp với hóa trị thì được ưu tiên sử dụng. Bệnh nhân có đột biến BRCA thì có thể sử dụng các cái thuốc ức chế PAP. Và bệnh nhân thì nếu như không có đột biến BRCA và cũng không có PD-L1 âm tính thì các cái thuốc đơn hóa trị sẽ được sử dụng, hoặc là chúng ta đưa bệnh nhân vào, có thể tư vấn bệnh nhân vào các cái thử nghiệm lâm sàng. Với cái sau khi thất bại với những cái bước đầu như tôi trình bày thì có những cái thuốc hiện nay tiến bộ mới được khuyến cáo và cũng có tác dụng khá là tốt, đó là các cái thuốc phức hợp nhắm đến các cái đích chốt tu, và đồng thời là có các cái hiện nay thì trong cái triple negative ấy, thì có một cái phân nhóm nhỏ đã được tách riêng ra để nghiên cứu, đó là cái nhóm HER2 low. HER2 low có nghĩa là với cái nhóm mà HER2 dương tính 1 cộng hoặc 2 cộng nhưng có dual IT hoặc FIT âm tính thì được xếp vào nhóm HER2 low. Và cái nhóm này thì từ năm ngoái đã có những nghiên cứu sử dụng cái TDXD để điều trị, cũng thấy hiệu quả khá là tốt. Đồng thời thì nếu như mà sử dụng các cái phương án này mà bệnh tiến triển thì các cái đơn hóa chất tuần tự ví dụ là vinorelbine, eribulin hay là capecitabine cũng sẽ được sử dụng. Thế thì ở đây thì có một vài các nghiên cứu để minh chứng cho các cái hướng dẫn trên. Thì với cái thuốc ức chế PAP thì là nghiên cứu Olympiad. Nghiên cứu này thì so sánh giữa Olaparib, một thuốc chất ức chế PAP, với các cái hóa chất tuần tự theo cái lựa chọn của bác sĩ điều trị, ví dụ như capecitabine, ví dụ eribulin, ví dụ vinorelbine, và điều trị đến khi bệnh tiến triển hoặc độc tính không thể chấp nhận được, và kết cục chính vẫn là PFS. Thế thì cho thấy rằng cái PFS được cải thiện là 7 tháng ở olaparib so với lại 4,2 tháng ở hóa trị. Với cái miễn dịch thì cái nghiên cứu mà để miễn dịch được approve trong cái chỉ định này đó là Keynote 355 kết hợp giữa pembrolizumab kết hợp với hóa trị, so sánh với nhóm hóa trị kết hợp với giả dược. Thì cái nghiên cứu này thì sẽ được điều trị cho đến khi bệnh tiến triển, độc tính không chấp nhận được, hoặc là hoàn thành 35 chu kỳ pembrolizumab hoặc là placebo. Thế thì các lựa chọn điều trị hóa trị theo các nhà nghiên cứu thì có thể sử dụng các cái nhóm thuốc hóa trị như nab-paclitaxel, paclitaxel hay là gemcitabine kết hợp carboplatin. Kết cục chính là PFS và OS. Thì chúng ta thấy rằng là với cái bệnh nhân, nhóm bệnh nhân có PD-L1 CPS lớn hơn bằng 10 thì cho cái kết cục PFS kéo dài hơn đáng kể, gần gấp đôi so với cái nhóm mà sử dụng placebo kết hợp với lại hóa trị. Một cái nhóm thuốc mới hiện nay chúng ta cũng đang cập nhật dần với các kết quả mà cho thấy cái kết quả cũng khá là tốt, với cái nhóm mà ung thư vú di căn bộ ba âm tính được nhắm vào cái đích chốt tu là cái sacituzumab govitecan. Thì cái này thì nó cũng là một cái thuốc phức hợp giữa kết hợp giữa cái một cái thuốc sinh học và hóa trị để nhắm vào cái đích đó. Nó so sánh với lại các cái hóa trị truyền thống như capecitabine, eribulin, gemcitabine hay là vinorelbine, thì cho thấy rằng cả về PFS và OS thì đều cho thấy cái sự khác biệt với P nhỏ hơn 0,001. Ví dụ như là PFS thì là chênh lệch 5,6 tháng so với 1,7 tháng ở nhóm hóa trị, và OS thì chênh lệch là 12,1 tháng so với 6,7
7 tháng ở cái nhóm hóa trị, cũng gần gấp đôi. Thế thì có thể nói rằng hóa trị thì vẫn là một cái điều trị nền tảng trong ung thư vú bọ âm tính, do các cái liệu pháp về miễn dịch, về các thuốc phức hợp, các thuốc đích thì đều còn rất là đắt tiền. Thế nên là tiếp cận với lại cái điều trị hóa trị thì vẫn là cái điều trị nền tảng. Và các phác đồ nền tảng có platin là nền cho thấy hiệu quả trên bộ ba âm tính, có BRCA đột biến. Ngoài ra thì có các cái nhóm thuốc như trên phần trình bày có cái tác dụng có với cái nhóm ung thư vú bộ ba âm tính, ví dụ như nhóm taxan, nhóm anthracycline, nhóm chống chuyển hóa, nhóm platin và cuối cùng là nhóm ức chế vi ống với các cái thuốc quen thuộc như vinoebin. Thì tôi xin trình bày thêm về một cái thuốc thuộc nhóm ức chế vi ống là nhóm eribulin. Cái thuốc này thì thật ra trên thế giới thì không còn mới. Thế tuy nhiên ở Việt Nam thì chúng ta sử dụng nhiều trong khoảng 2 năm nay. Thì chúng tôi cũng có thấy rằng nó cũng có những cái tác dụng qua nghiên cứu phân tích gộp 305, 301 thì cho thấy là cái kết quả của cái nhóm mà bộ ba âm tính được điều trị bằng eribulin so với các nhóm so sánh thì là được 12,4 tháng so với nhóm nhánh bên kia là 8,1 tháng với P bằng 0,005. Thì đây cũng là một trong những cái nhân tố hóa trị mà chúng tôi cũng có thể lựa chọn cho các cái nhóm bệnh nhân này. Và tôi xin đưa ra một vài kết luận. Thứ nhất là ngày nay thì có rất là nhiều tiến bộ trong điều trị ung thư vú và giúp cải thiện sống còn cho bệnh nhân. Tuy nhiên thì điều trị ung thư vú di căn thì vẫn còn rất là nhiều các thách thức. Cá thể hóa điều trị trong các phân nhóm sinh học phân tử thì giúp mang lại hiệu quả điều trị tối ưu cho bệnh nhân. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.